kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin hành chính nhân sự của tòa nhà Watermark số 395 Lạc Long Quân. Hôm nay theo lịch định kỳ, bộ phận làm sạch sẽ tiến hành lau kính khu vực phòng gym. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.